Xin chào các bạn quay trở lại với mình là Kameza Manvochi đây ạ. Chúc các bạn có một ngày đầu tuần vui vẻ nhé. Mới đây thì Monster Up đã chính thức công chiếu CKBD Toilet Zombie tập 10. Có vẻ như các nhân vật ở vũ trụ CKBD Toilet đang dần xuất hiện nhiều ở vũ trụ này. Thế nhưng dường như họ chưa biết gì về nhau cả, thậm chí là đã xảy ra một cuộc chiến nhỏ với nhau. Cuộc chiến của họ chỉ tạm hoãn khi có sự xuất hiện của tên CKBD Toilet Zombie lưỡi cưa. Và với sự xuất hiện của cờ lóc man trường thì mọi thứ dường như được giải quyết. Vậy hãy cùng nhau phân tích chi tiết tập này xem có những bí ẩn nào và lý do tại sao họ lại xảy ra xung đột với nhau nhé. Trước khi vào video hãy nhớ ủng hộ mình một like và một đăng ký nha. Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's go! Bắt đầu tập phim như các thông tin trước đó thì máy bay của họ đã gặp nạn sau khi rời đi từ căn cứ bị CKBD Zombie xâm nhập. Nhưng dường như họ không bị thiệt hại gì về người mà chỉ bị hỏng máy bay của mình. Tất cả các thành viên bất chợt phát hiện động tĩnh trong khu rừng. Có thể thấy ở đây là những avatar của các YouTuber hay xem các vũ trụ CKBD Toilet. Một camera già màn khác còn vẫn đang mải xem YouTube. Và có vẻ như anh ta được giao nhiệm vụ trinh thám phía trước, nơi phát ra tiếng động. Thế nhưng bất ngờ một chiếc bay ẩn dưới đất đã tóm lấy chân anh ta treo ngược lên cành cây. Ngay sau đó là sự xuất hiện bất ngờ của rất nhiều The Human đã ẩn nấp trước đó, bao gồm cả cô nàng The Human và anh chàng giám hộ cờ Lock Man. Như các bạn biết thì The Human hiện vẫn đang bị bắt giữ ở vũ trụ CKBD Toilet Multiverse. Do đó thời điểm hiện tại ở vũ trụ này cô ấy được triệu hồi ở một thời điểm khác hoàn toàn so với vũ trụ của Dumpster Studio. Ngay khi họ xuất hiện thì phía các Kameza Man và TV Woman đã có sự phòng bị đối với họ. Họ chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến ngay lập tức. Kameza Man TOV cũng thủ cho mình một khúc cây. Với động tác cũng khá là nghệ, không biết là tỏ ra ngầu lòi như vậy để làm gì. Trong khi cái khúc cô đấy thì ông ấy định đánh ai đây? Định chôn Việt Nam à? Chôn Việt Nam. Nhận thấy tình hình đang xấu đi, phía anh người hám hộ cờ lóc đã ra hiệu cho họ hãy bình tĩnh lại. Dường như họ không muốn xảy ra xô xát hai bên. Phía bên này cũng nhận ra họ không có ý xấu. Nhưng dường như mọi thứ không như toan tính. Anh chàng Kameza Man mắc bẫy khi nãy, bất chợt rơi xuống đất. Điều này đã làm lác Kameza Man người đang dương khẩu B41. Lập tức tấn công về người giám hộ đồng hồ. Cũng may thay anh ta đã sử dụng chiếc búa chặn đòn tấn công. Thế nhưng họ đã cho rằng đó là tín hiệu cho cuộc chiến. Và ngay lập tức đáp trả, một màn ẩu đã khốc liệt giữa hai bên đã xảy ra. Người giám hộ đồng hồ thì chiến đấu với Lack Kameza Man. Ông CKBD Toilet này cũng rất nhanh hạ gục một The Human bằng một cú huyết mạnh. Cô nàng The Human cũng phản công ngay bằng những cú bắn mũi khoan của mình. Thế nhưng bất chợt TV Woman sử dụng khả năng dịch chuyển của mình, tấn công từ phía trên cô ấy, dùng cơ thể giữ người The Human, sau đó sử dụng màn hình TV khống chế cô ấy. Ngay từ đầu mình đã lỡ chê cái khúc gỗ trên tay anh Kameza Man POV, nhưng anh ta đã chứng minh nó hữu dụng như nào. Khi ném khúc gỗ hạ gục một The Human trên cây không khác gì hết cả. Khúc gỗ mà tưởng đâu Captain America không ạ? Quay lại với cuộc đối đầu giữa người giám hộ đồng hồ và Lack Kameza Man. Có vẻ như người giám hộ đang áp đảo hơn và giành lợi thế nhờ cây búa chiến. Ngay sau khi anh ta giơ chiếc búa lên và ra đòn quyết định, thì một âm thanh dữ dội vang lên từ phía cánh rừng. Mọi người bắt đầu dừng tấn công nhau. Dường như cuộc chiến này đã gây ra những tiếng động lớn, do đó đánh thức một zombie CKBD trong khu rừng này. Đó chính xác là tên CKBD Toilet lưỡi cưa mà chúng ta đã thấy qua hình ảnh do gì trước đó. Ngay sau khi vừa xuất hiện, hắn đã thể hiện sức mạnh của mình bằng việc cắt đứt một cây lớn. Cành cây cũng đổ xuống chiếc máy bay của họ. Giờ đây họ mới nhận ra rằng kẻ thù thực sự mới là kẻ đang ở phía trước kia, chứ không phải là cuộc chiến giữa họ. Thế nhưng mọi thứ đã muộn, họ bắt đầu bị tấn công và bỏ chạy từ phía. Một anh chàng sâu số đã bị hắn ngầu nghiến. Một anh chàng The Human dũng cảm đứng trước mặt hắn và bắn. Nhưng nó không hề bị thương, thậm chí anh ta còn bị nuốt chửng. Kameza Man TOV sợ hãi và nấp thật kỹ phía sau gốc cây. Tên CKBD Toilet đang gầm gừ ngay phía trước anh ta. Điều này đã khiến Kameza Man TOV sợ hãi lùi về phía sau. Do quá sợ hãi nên anh ấy đã bất cẩn dẫm phải cành cây nhỏ, gây ra tiếng động. Điều này khiến anh ấy đã bị phát hiện. Trước đó mới khen ném cành cây hay như hết xong, mà của này ông sợ quá, không nghĩ được gì nữa hay sao mà ném cái cây. Bụp sâu mặt tên kia. Cái gì vậy bà nội? Điều này đã khiến hắn nổi điên gầm lên điên dại về anh ấy. Tưởng chừng như đây là kết thúc của anh Kameza Man POV rồi, nhưng số vẫn đỏ. Ngay lập tức một quả bom ngưng động xuất hiện phía dưới tên CKBD Toilet Zombie, khiến hắn bị ngưng động. Vâng, không ai khác đó chính là anh Cờ Lóc Man Trường đã kịp thời tới giúp anh ấy. Có vẻ như mối nguy này sẽ được giải quyết dễ dàng nhờ anh Cờ Lóc Man Trường. Đồng thời sự xuất hiện của anh ấy cũng có thể giải quyết mâu thuẫn không đáng có xảy ra giữa các thành viên của vũ trụ khác nhau. Và họ sẽ bắt đầu liên minh trở lại. Dường như mục đích của Cờ Lóc Man Trường được quỷ thần triệu hồi tới nơi này không phải là tới cứu tai từng Kameza Man và tai từng TV Man, mà anh ấy trước mắt cần giúp mọi người trước đó được triệu hồi từ vũ trụ Multiverse của Dom sẽ liên minh và giúp đỡ nhau ở vũ trụ này. Vậy nhân vật xuất hiện nơi hai tai từng bị nhốt là ai? Liệu có thể hắn thật sự là kẻ phản bội TV Man chăng? Nếu như đó là hắn ta, thì hắn sẽ làm gì với các tai từng? Liệu rằng một trong hai người họ sẽ bị biến đổi trở thành zombie như tai từng Sir Picker Man? Nếu như điều này xảy ra, mình đoán sắp tới chúng ta sẽ có một nhân vật mới hay thậm chí là một tai từng mới hoàn toàn sẽ xuất hiện và phần nào cân bằng lại cuộc chiến này. Chứ thời điểm hiện tại, các tai từng đều đã bị kiểm soát và các căn cứ của họ cũng đang dần bị thất thủ. Thậm chí trong liên minh còn bắt đầu xuất hiện những người phản bội. Do đó tình hình hiện tại của họ rất nguy hiểm và cần ai đó giúp đỡ họ.
Và mình nghĩ với sức mạnh của cờ lóc man trường là không đủ. Và cũng chưa chắc là anh ta có thể nào cứu được hai tay từng đang bị nhốt. Thậm chí là mình chưa thể nghĩ ra anh ấy sẽ dùng cách gì cứu họ luôn ấy. Vậy các bạn nghĩ sao về tập này? Liệu rằng sự xuất hiện của cờ lóc man sẽ có ảnh hưởng và thay đổi diễn biến của vũ trụ này hay không? Hay các tay từng sẽ được giải cứu và cứu chữa hay không? Hãy nêu tất cả những giải thuyết mà bạn nghĩ ra bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Kame Zaman Vochi. Hãy like và đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sớm nhất.